Hôm nay mình sẽ làm cái món gọi là trứng cút lộn rán bằng bơ bằng cái chảo siêu nhỏ. Đây, đập trứng ra. Rồi. Rồi, bật bếp lên bằng chiếc chảo siêu nhỏ của mình. Là mình sẽ chờ nó khô chảo rồi cho bơ vào rồi rán. Rồi, chảo đã khô. Các bạn lấy bơ cho vào nhé. Tiếp theo là đổ trứng vào. Cho bé lửa. Rồi, chín nữa đấy. Rồi, giờ là thưởng thức thôi. Thơm mùi bơ.